Theo báo cáo của Ngân hàng Thế giới thì đến năm 2037, Ấn Độ có thể sẽ ghi nhận nhu cầu sử dụng máy điều hòa không khí mới tăng cao gấp 8 lần so với hiện tại. Điều này có nghĩa là cứ 15 giây thì quốc gia này lại có nhu cầu về một máy điều hòa nhiệt độ mới. Cũng theo dự đoán thì đến năm 2030, khoảng 160 đến 200 triệu người ở Ấn Độ có thể sẽ phải hứng chịu những đợt nắng nóng chết người mỗi năm. Điều này khiến những chiếc điều hòa trong gia đình trở thành một vật dụng cần thiết. Ngoài ra thì chính phủ Ấn Độ chú trọng phát triển các sản phẩm nội địa Make in India, trong đó có phân khúc máy điều hòa không khí, đang nhận được sự hỗ trợ tài chính đáng kể theo chương trình này, dẫn tới nguồn cung nhiều hơn, giá thành rẻ hơn. Không chỉ thế, các nhà sản xuất điều hòa không khí đã liên kết với các ngân hàng và các công ty tài chính phi ngân hàng để tạo điều kiện cho khách hàng mua điều hòa và trả góp. Quý vị nghĩ sao nếu như mà vào buổi sáng chuẩn bị lái xe ô tô đi làm thì phát hiện ra xe của mình đã bị xì lốp? Quả thật là quá bất tiện đúng không thưa quý vị? Đó cũng chính là cảm nhận chung của những cư dân sống ở phía tây của thủ đô Paris, nước Pháp trong những ngày này. Nguyên nhân là do những nhà hoạt động vì môi trường đã xì lốp xe của họ với thông điệp là không có xe ô tô lưu thông trên đường thì sẽ giảm bớt được khí thải gây ra hiệu ứng nhà kính. Và quan trọng hơn là hành động gây tranh cãi này lại đang ngày càng lan rộng, không chỉ ở Pháp. Đêm xuống, khi mọi người đã chìm vào giấc ngủ, hai thanh niên này luồn lách qua từng dãy xe ô tô đậu bên đường. Mục tiêu có vẻ lý tưởng. Một chiếc xe thể thao đa dụng cỡ lớn của Thụy Điển đậu chèn lên vạch dành cho người đi bộ. Khá uyển chuyển, Lumet và Lucy, tên giả của hai nhà hoạt động vì môi trường cung cấp cho hãng tin AFP, tiếp cận một trong các bánh xe. Họ đội tóc giả, đeo khẩu trang và mặc áo gió có mũ trùm đầu để thoát khỏi camera an ninh. Đây tôi sẽ mở van rồi đặt một hạt đậu lên van, lốp sẽ xì hơi từ từ sau vài tiếng. Sau khi đã xì lốp xe, hai nhà hoạt động dán một tấm giấy cảnh báo và gạt nước. Dừng chạy xe hai cầu, nó gây ô nhiễm cho môi trường. Chiếc SUV của bạn sẽ giết chết chúng tôi. Chúng tôi đã xì hơi một hoặc nhiều lốp xe của bạn đấy. Mục đích của việc dán cảnh báo là để tránh lái xe có thể gặp tai nạn nếu không để ý lốp trước khi di chuyển. Những chiếc SUV là dấu hiệu của sự giàu có. Đó thật ra chỉ là sự phù phiếm. Những chiếc xe to như vậy không phù hợp với một thành phố như Paris, nơi có rất nhiều phương tiện giao thông công cộng, nơi bạn không cần một chiếc ô tô nào, và thậm chí chiếc ô tô to như SUV thì càng không cần. Chỉ trong khoảng một tiếng rưỡi đồng hồ, đã có cả chục phương tiện trở thành mục tiêu của bộ đôi này. Theo hai thanh niên này, những xe SUV nặng hơn 200 kg, dài hơn 25 cm, và rộng hơn 10 cm so với ô tô tiêu chuẩn. Và vì thế, nó cần tiêu thụ nhiều hơn 15% nhiên liệu và thải ra 20% khí CO2 so với xe 4 chỗ thông thường. Đúng là trên thực tế, việc xì lốp xe là điều cực chẳng đã mà chúng tôi làm để kêu gọi mọi người giảm khí thải từ ô tô. Hành động này giống như gây sự chú ý, là giọt nước tràn ly để chính phủ có thêm nhiều hành động bảo vệ môi trường hơn. Tuy nhiên, đại diện của Hiệp hội 40 triệu người lái xe hơi của Pháp cho rằng xì lốp xe, tấn công tài sản của người khác là một hình thức bạo lực cần chấm dứt ngay. Họ cũng đưa ra lập luận rằng có thể lắp bộ giảm phát vào xe SUV thay vì không sử dụng loại xe này. Thực tế, việc xì lốp xe không chỉ xuất hiện ở Pháp, mà kể từ tháng 3 năm 2022, hệ thống cứu hộ xe tại nhiều quốc gia bao gồm Đức, Hà Lan, Mỹ, Italia, New Zealand và Anh đã nhận được 12.000 báo cáo về các phương tiện bị xì lốp.